Hello, chào mọi người. Hello, Trần Đại Lợi. Chào cô Cát nha. Chào La Thị Phi, trời lâu lắm không gặp bạn. Trần Huỳnh Trâm, Bùi Gia Hân, Tuyền Nguyễn, Ken Chu. Trời, chào anh Vi Cá, anh Vẫy Cá nhé, Quách Bạc Tuyên. Chào mọi người, Gia Tuấn Vĩ, Nguyễn Phúc Khả Như, Lâm Văn Long, MC Minh Thắng, Trần Lê Tú Uyên, Thu Nguyễn, Mạnh Phát, Thành Láng Trương, Ngọc Điệp. Hello, em chào anh trai Trần Quốc Ẩn. Chào cô Tuyết Dung nha. Chào Ngọc Diệp. Ok cô Cát, để có gì anh sẽ báo cho em. Hà Trần. Mami về rồi con, Tiền. Về hồi nãy rồi, má đem mì Quảng xuống cho cậu. Chào chị Tuyết Dung, Thành Nguyễn, rồi ông Thành Hoa Hồng, người trồng hoa hồng cho tôi, Nguyễn Tú Oanh, Phạm Hoàng Vũ. Hello em, lâu không có gặp. Chào anh Ba Nguyên Lộc nha, Tuấn Bùi, Phạm Thị Minh Trân, Hoàng Lê. Lâu quá không gặp rồi. La Thời Phi ơi, nhớ bạn Hiền. Hello, vạn sự tùy duyên, khỏe không con? Bên Nhật giữ gìn sức khỏe nha con nha. Gửi lời thăm mọi người, mấy anh em rồi hết bên đó nha. Phạm Thị Minh Trân, Nguyễn Hoàng Quân. Hello Ben, lâu quá không có gặp con rồi. Hà Sĩ Cường. Chào Khả Sơn, Ivan Thái Nguyễn ơi, Tâm Ngô, Thu Trang. Chào em gái, lâu quá không gặp cưng. Đông trùng hạ thảo kim cương vàng, chuẩn bị khai trương cái gì nữa đó, anh thấy khai trương đó, chúc khai trương hồng phát nha. Tiến Luật, Thu Trang, Uyên Nguyễn, Amelie, Giang Nguyễn, Trường Giang Phạm, Nguyễn Ngọc Yến Anh. Rồi bữa nay em đen quá anh Ẩn ơi. Minh Trần GM, Từ Thị Minh Thư, Ngân Hoàng, Thành Nguyễn. Hello Kevin Nguyễn Vinh, thằng La Vĩnh Khiêm đó trời, nó bắt em đọc sái hàm luôn anh ba ơi. Ngọc Quang, Thanh Bình, Tú Trần, Nguyễn Hồng Thúy Nhi, Lê Ngọc Anh, Hoàng Tiến, Tuyết Mai Huỳnh, Linh Đỗ. Hello cưng. Sandy Thảo Nguyễn, Tâm Ngô. Chào cô Tâm Trí ạ. Dạ. Chào từng người là chào hết thời gian hả Phạm Hoàng Vũ, không sao đâu. Dạ chào thầy Xuân Phước à, chào đạo diễn Xuân Phước. Hello Quốc Tuấn, hello Yên Trang, Thommy Tèo, Nhung Trần, Huy Amo, Ngọc Thanh Nguyễn, Hạc Thái Kha, Quang Phú Diệu, Phi Hùng, Việt Vương. Bơm Hà Quốc Đại, chào em. Chờ mọi người vô đông đông được nhiêu rồi ta, 5.000 mấy rồi hả? Mấy tháng trời rồi, từ bữa mùng 9 Tết tới giờ là không có đi diễn gì hết trơn.
rồi xuống làm nông, bữa nay đen rồi, đen thui rồi, nhưng mà xuống đây cảm thấy rất là thoải mái. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Hello Minh Dự, Trần Thanh Huỳnh, Trang Phạm, Đặng Thanh Vân, hello em, hớt tóc lại chưa? Đồng Tịnh, à có con chó lé này nè, chó lé, chó lé run, chó lé run. Nguyễn Ngọc Tiến, Lucy Phạm, Đồng Ly. À. Cảm ơn Vân nha, chúc em công việc tốt đẹp nha em. Quốc Văn Lê, Hạnh An An, chà lâu quá rồi. Minh Long Bùi, khỏe không con? À, Edwin Nguyễn, Hoài Nam, Tuấn Nguyễn, đó mẹ con vô rồi đó Tiền ơi. Đang tính lấy cái loa xuống để hát tặng mọi người, nhưng mà bây giờ trước khi mà hát thì phải nhờ mấy đứa em nó lấy loa đồ này nọ xuống, mà cũng không biết mở làm sao rồi để hát nữa. Rất là nhớ mọi người, rất là nhớ khán giả, lâu lắm rồi không có đi diễn, mấy tháng rồi còn không gặp quý vị trên truyền hình là cũng lâu lắm rồi, nhưng mà vẫn gặp quý vị ở trên truyền hình với mì Hảo Hảo. Rồi sau này quý vị sẽ gặp Linh trong những chương trình thiện nguyện của Nutifood. Hy vọng là sẽ gặp được quý vị. Hello Hoàng Ân, Sunflower, Teresa, Amile, Mile, Bảo Lê, Xuân Nguyễn, Nhật Kim Anh. Hello Nhật Kim Anh, anh bốn bên đây đen gì lắm rồi, buồn ghê luôn, nhưng mà không sao, nói chung là nắng nó ăn anh một chút thôi. Nguyễn Văn Ngọc, Huy Gia, Holin Đông Huỳnh, Mai Xuân, Mai Tommy, Trần Bá Nhân, có thời gian đâu mà đi cắt tóc, với lại cũng đâu có ấy đâu. Trời ơi, bây giờ đây nói tới cái vụ cắt tóc em buồn quá. Những người còn lại cho em chào từ từ nha. Nói chung là bữa nay á, là có nhiều cái nó cũng vui trong lòng. Và sau cái thời gian mà quý vị quan tâm gửi tin nhắn hỏi thăm rồi comment ở trong một cái hình, thì bữa nay tự bóc phốt mình luôn, là bữa hôm đó hôm qua là bớt cái hình lên á, là có nói chung là em có Photoshop nhẹ thôi nha, nhẹ Photoshop rất là nhẹ, không có nặng. Gió Ngọc Tân, hello, chào Bách Đạt nha, chào Châu Kiệt. Em ở đây ở trong đền này là hiện tại bây giờ là đang đóng cửa và lên ở trong đền suốt mấy tháng nay rồi. Nói chung là cũng phụ công việc ở trong đền. Phải chi mà gặp em nói tới cái vụ tóc nè, anh nói luôn với Vân nè, anh khổ tâm lắm Vân ơi. Đây nè, bữa hôm đó cái này ra nó dài dữ lắm, anh mượn cái tông đơ anh ủi nhẹ 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 nhẹ, thì có một thằng em nó cũng ở trong đền nè đó, nó nói là nó làm được đó, nó sẽ làm đẹp cho, cắt lại cho thế này đó, nó tỉa cho, nó làm một phát tới đây luôn nè, trời ơi, nó làm cái bát của em nè, đây lên tới trên này luôn, thảm sầu không đó, nó chơi lùng lên tới đây mà bây giờ chưa đi cắt tóc được, phải che lại đây, nó chơi lên bên này thì nó chơi có khúc tới đây thôi, bên này nó đưa lên một cái là lên tới màng tang luôn rồi. Nói chung là có rất là nhiều cái mà mình không có tự mình mần được á, thế như nhờ người ta
nhờ người ta muốn mận sao người ta mận đây đó, đây đây là phần tóc nha. Khổ ông Vân ơi, nói chung là giờ anh muốn đang hơi buồn về cái vụ tóc, mà hổm rày thì thấy mọi người buôn bán online ở trên mạng, thì sau cái thời gian mà ở đây thì Linh cũng nghĩ là mình chưa có đi hát được, thì cũng muốn giới thiệu đến quý vị để mình cũng tập bán online á. Mà nghe cái chữ này quý vị đừng bỏ đi nha, mới 6.500 á, đừng bỏ em đi nha, phải chia sẻ cho em nhiều để cho em bán, bởi vì hàng rất là nhiều mà đây là em tự làm ra, và cái giá cả thì nó cũng hợp lý và free ship trong 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 vòng là khoảng chừng tầm từ đây ra tới Đà Nẵng, còn nếu mà quen biết thì free ship luôn tới Hà Nội. Hàng nhiều lắm, cho nên là quý vị chia sẻ cho Linh nha, để Linh bán hàng kiếm kiếm tiền để sống qua ngày. Nói chung là thấy mọi người buôn bán được mình cũng rất là mừng, và cái quan trọng là mọi người biết giữ gìn sức khỏe để mà chúng ta cùng chung tay để chống cái cơn dịch bệnh này, và hy vọng là mọi người sẽ làm tốt những cái điều mà cho bản thân mình, cho người thân của mình và cho xã hội. Linh thì mấy tháng nay Linh cũng không có đi đâu hết trơn, thành thử ra là nghĩ là thôi nên bán online để kiếm đồng ra đồng vô thu nhập, để kiếm cơm, kiếm cá khô. Và hàng này là quý vị đảm bảo yên tâm nhé, yên tâm là quý vị cứ đặt hàng là em sẽ gửi ship free ship cho quý vị luôn. Từ đây tới Đà Nẵng là chắc chắn là free ship rồi, còn từ đây tới Hà Nội thì từ Sài Gòn tới Hà Nội thì có lẽ là chỉ những người quen thôi, còn nếu mà những người mà lạ lạ thì hỗ trợ giùm cái tiền ship. Đây là quý vị yên tâm sử dụng cái sản phẩm của mình, bởi sản phẩm của mình là do chính tay mình tự làm ra, cho nên là quý vị cứ yên tâm. Giá cả thì nó hơi căng chút, bởi vì sau mấy tháng trời suy nghĩ rồi làm việc đồ này nọ đó, cho nên là giá cả thì nó có hơi căng một chút xíu, nhưng mà Linh nghĩ là quý vị ủng hộ được, cho nên là Linh mới livestream. Và rồi chốt đơn hàng luôn hả? Chốt đơn hàng luôn nè, ghi giùm đi nhé, để coi thử bao nhiêu người đặt hàng. Nói chung là nếu mà quý vị đặt hàng nhiều á thì Linh cũng chỉ có mức độ thôi à, đặt nhiều thì nói nhiều thì nhiều thiệt, nhưng mà nếu mà đặt nhiều quá thì Linh cũng không có đáp ứng kịp đâu, tại vì cũng lớn tuổi rồi cho nên là làm cũng không kịp. Nói chung là món hàng thì nó cũng hơi cao giá chút xíu, mà nếu mà quý vị mua thì đặt hàng thì tùy đi, nói chung là cũng tùy nơi quý vị, nhưng mà nó hơi cao chút xíu. Và đây là cái món hàng mà em gửi đến quý vị đây. Dạ, nó nhiều lắm, nó có nhiều đây nè, đó, nói chung nó có nhiều đây. Em bán 5.000 ớt, 5.000 tiền ớt, free ship 1.000 cây số, gửi ra tới Hà Nội là phụ ship giùm em 5.000, để coi nhiêu được nhiêu trái rồi em biết. Em làm 3 tháng trời đấy, 3 tháng trời đấy quý vị đấy, trồng ớt. Em trồng ớt 3 tháng đây nè, đây sản phẩm của em đấy, có nhiều đây thôi á,
Nói chung có 5.000 thôi, ai mua mua giùm. Đây, dạ, 3 tháng của em đây. Sau 3 tháng suy nghĩ và đem người hết trơn, đây. Là đây. 5.000. 5.000, chỉ có 5.000 đồng bạc một túm ớt. Ăn cho cay xé lưỡi, ăn cho cay xé họng xé hầu. Nói chung là cái này là bán cho mấy người mà họ làm chân gà nè ha, họ làm này nọ, và đặc biệt là nấu chè dưỡng nhan. Nói chung là chọc cái gì chơi thôi. Thiệt sự ra thì lâu quá không gặp quý vị rồi. 5.000 đồng bạc tiền ớt là chọc quý vị chơi thôi. Chúc cho mọi người được sức khỏe. Thì rất là muốn gặp quý vị, nhưng mà chắc là cái nghề của tụi em là, xin lỗi, cái nghề nghề đi hát thì cái mùa dịch này thì nghỉ trước, nhưng mà phải làm sau cùng. Bởi khi nào mà chính thức là công bố hết dịch thì lúc đó mọi người quy tụ lại được đông, thì lúc đó là nghệ sĩ mới làm việc được. Và hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua cái cơn dịch này một cách nhẹ nhàng. Quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe, giữ gìn cho mình, giữ gìn cho gia đình mình và cho cộng đồng. Ai nha, bắt đầu người nào cũng nhảy vô đựng chữ em nha. Em con trời, 3 tháng trời em trồng được con súm ớt rồi đó. Mà tứ cây thì nhiều, da là đen rồi nè. Đây quý vị coi nè. Đó, bình thường em sát bày da em trắng, em chẳng cần ánh sáng, mà bây giờ nó hai màu rồi. Nó đổ hai màu rồi đây quý vị. Thấy chưa? Trời ơi, gương mặt với lại cái da tay, da bắp vai của em nó đổi lại cho em thì em đẹp biết mấy, đẹp cha mẹ nhìn ra luôn trời. Chào Thu Hương Nguyễn, chào Giang Trường. cảm ơn Hạnh An An, cảm ơn Thanh Vân. Anh muốn trồng 3 tháng trời được nhiêu đó ớt đó. Hello Thế Anh Đỗ, Nguyễn Phúc Khả Như, con chốt đơn một trái ăn xoài, ok. Rồi ghi vô luôn, chốt đơn một trái ăn xoài luôn. Đinh Trà My. Không biết hàng gì, hóa ra mấy trái ớt. có trồng dưa leo, trồng cải, nói chung là có trồng rau nè, trồng ớt, trồng đậu rồng, trồng đậu bắp, tưới cây, nhổ cỏ, để nhờ người ta lấy cái loa, chứ không biết làm sao hát, đâu có biết hát. Hello Tô Sáng, cảm ơn em, chúc em bán được nhiều mai nha. Hello Đinh Duy Khoa, cảm ơn em Vân. Hello Trọng Phúc, chào con, khỏe không? Thủy Đỗ, à cô mì quán Thủy Tiên nè. Huỳnh Minh Thuận, Trần Phượng. Ai cũng comment đòi mua ớt, ăn ngô, ăn nước băm đó. Minh Trâm, Tiêu Minh Phụng, ủa con không có, hồi nãy cậu thấy con livestream bán chè dưỡng nhan đó, cho nên là cậu ngưng lại, con ngưng rồi hả? Ai mà dùng chè dưỡng nhan thì có cháu Tiêu Minh Phụng nha, cháu bán cái đó. Hello Cao Sĩ Hùng. Hello Thái Đỗ, khỏe không em? Lâu quá không gặp rồi. Giang Trường, Hồng Phượng, Phi Long Nguyễn. Anh Bốn khỏe, cảm ơn em. Trời ơi, cái người nó ủi đầu tóc của em nó đã vào rồi.
nó ủi cái đầu tóc của em nó đã vô rồi. Đó là thằng Trường Ân nha, là quỳt chào giỏ đó, anh em họ giỏ mà nó hại nhau đó. Đâu rồi Khả Sơn nó mất rồi, không thấy comment gì. Cao Sĩ Hùng, Hoàng Anh, Thế Anh Đỗ, cảm ơn Thế Anh nha. Linh Phan, ú cha Lẩu Hỷ, khỏe không em? Hello Bảo Lê, chào con. Hello Nguyễn Hữu Nghiêm, vô chưa, vô Sài Gòn lại chưa? Bữa nào tôi ghé tôi nghiến mấy cái răng coi nè, trời ơi tôi làm nó lắm cái răng lại. Quang Trung, hello Quang Trung, khỏe không? Nguyên cái mùa này mình buồn dễ sợ. Cảm ơn Tô Sáng nha em. Ti Ti, hello Huyền Đặng, Nguyễn Phương Ngân, Thăng Lương ơi, cậu đây con, Hồng Phượng, Huỳnh Danh, hello Thái Đỗ, anh chào em. An Ngô, Phạm Thành, hello Phạm Thành, khỏe không? Lâu ý không gặp hả? Minh Trần, Phúc Trần, Thu Hương Nguyễn, Vũ Lan Hương, cái con gái của tôi đó nó cao lắm. Ai nó còn dám, thằng Quỳnh chào nó còn dám vô là ai hớt tóc liên hệ nó nghe nữa kìa. Trời trời, nó hại em cái đầu tóc là đây, nó tự ủi em luôn á, khổ lắm. Mà chưa có đi cắt tóc được. Cảm ơn Thí, cô Dượng khỏe em, bố mẹ anh khỏe, cảm ơn em. Nguyễn Đăng Khoa, gắt cái gì em hả Khoa? Angel Võ, Phạm Thành, chào em. Jimmy Quỳnh, Andy Nguyễn, Thăng Lương, sao anh đen thế kia? Anh làm nông á, cho nên là đen. Hello Thu Giang, hello Hoàng Thanh Trúc, hello Trung Quốc Trầm, Minh Trần. Ok, em nghỉ ngơi đi. Cảm ơn Vân nha, chúc em nhiều sức khỏe nha. Rồi, giữ sức khỏe nha em. Rồi, em ngủ ngon. Huỳnh Minh Thuận, Bùi Nhi Hiền, Hoàng Phương. Con cứ để im nó đi nha Hoàng Phương. Hương Nguyễn, Thời Minh, Diệu Nguyễn, Võ Thành Được, Hữu Lê, Bùi Nhi Hiền, Nguyễn Hồng Thúy Nhi. Khen cao lắm luôn nè. Nói chung là không biết là trong cái thời gian vừa rồi thì không có đi diễn nhiều, thì mọi người có nhớ mình không, nhưng mà hôm qua có đăng tấm hình mình tự sướng. Nói chung là cũng có Photoshop, nó nhẹ tay chút, bị bấm nhẹ nhẹ mà, chứ đâu có đè nặng. nó khác, nhưng mà da đen là có thiệt nha quý vị, đen dữ lắm rồi. Nhưng mà chắc là chỉ dưỡng già thôi, chứ không biết dưỡng da để coi đắp cái gì. Trời, mặt em giờ đắp cái gì cho anh ra, đắp cái gì cho anh đẹp đấy. Chắc đắp vỏ dừa quá, người ta đắp vỏ dưa cho mát, cho mình đắp vỏ dừa quá, bị già rồi đó, giờ đắp vỏ dừa mới được. Đặng Lam, mong chú về Phú Yên, chúc chú sức khỏe. Cảm ơn con nha, gửi lời thăm mọi người nha. Phương Huỳnh, Lương Xu, Chi Bi Yến, Giáng Tiên, Hồ Thanh Quang, Chế Quân Vũ. Trời ơi, lâu quá mới gặp thằng em. Sao vợ con là khỏe không? An Ngô,
Minh Minh, Mỹ Ngân Lê, Tin Đa Trần, Nguyễn Phúc Cả Như, Toàn Đỗ, Hoàng Thanh Trúc. Đắp ớt hả? Trời, có lý á ta. Thôi đắp ớt có lý á. Sao nó tuột like rồi? Buồn quá à. Quý vị phải chia sẻ đi, giờ nói chuyện cho vui, vô comment đồ với em cho vui. Chứ ngồi nói chuyện thiệt sự ra không có nói thẳng với mọi người á, ngồi nói mình y như là nói nhảm vậy. Nhưng mà có comment quý vị thì đọc đọc vui. 4 năm rồi con chưa gặp bố Diễm My. Hồi đó coi nhiều rồi, bị bố la con còn nhớ tới giờ nè. Trịnh Nghĩa, Kim Trung Trần, Nguyễn Anh Tú, Hoàng Thanh Trúc. Đắp ớt lột da cho trắng hả? Diễm Phạm, Nguyễn Hoàng Thức. Canary Duy Phương. Hoa Lá Trinh. À, chào anh Mẫn. Chào anh Phạm Thiết Mẫn nha. À, chào Khang Võ. Ơi anh Bốn đây, Diễm ơi, lâu quá không gặp. Nguyễn Phương, Vĩnh Hoàng, Trần Lệ Quyên, Nancy Đỗ, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Thành Vinh. À, Phi Nhung hả? Ừ, chào cưng nha. Nguyệt Thủy, Trần Anh Như, Cao Hải, Bảo Trâm Phan, Trang Trần. Hello, hello con. Hoa Tường Vi, Leo Jensi, Vĩnh Lương. Cô mới có 4, hồi nãy lên 5.000 mấy, 6.000 mấy rồi, giờ tuột xuống còn có 4.000 mấy kìa cô Phi Nhung à. Bây giờ để kêu nhờ ai cầm một cái ấy lên, cái ấy qua hát chơi cho vui ta. Anh Đoàn đắp ớt nhiều vitamin, nhưng đời đắp thì nguy hiểm lắm. Chú ơi, đâu có đắp đâu con, ăn thôi, chú ăn ớt thôi à. Nãy trời ơi, có người nói em là kinh doanh sinh tố ớt đi. Hello Hoàng Gia Lâm, Nguyễn Quốc Tịnh, Đào Ngọc Sang, hát bolero nhưng mà ở đây ba không có máy móc gì hết trơn à, không có gì để hát hết trơn. Là giờ làm sao ta? Bây giờ gần 10 giờ rồi, hát chắc hàng xóm qua quánh chắc chết quá. Dạ, chào cô Tâm Trí. Hát đi, à có Phi Nhung nghe nữa. Thôi có Phi Nhung nghe sợ lắm. Chào chị Phương Thị Nguyễn nha. À, hồi nãy chị vô thì chị mới vô cho nên là chị không biết là em bán sản phẩm gì. Thì em sau mấy tháng mà em làm công việc và em nói chung là không có đi đâu, đi diễn đi đâu thì em có nắm ớt bằng này, em bán 5.000 đấy. Nếu mà chị mua thì chịu tiền ship cho em nhé. Em gửi ra Hà Nội cho chị. Đấy, 5.000 thôi. 5.000. 3 em đấy. 5.000 thôi. Con chó lé này hát chay hả? Hát chay là hát làm sao? Là hát không có nhạc hả? Hát không có nhạc nó buồn lắm. Để nhờ coi có ai không? Ai lấy được cái máy không ta? Hả? Có máy không? Có máy cho mượn đi. Rồi hát bằng gì? Lo đâu?
Lo nào? Không, nhạc phải có mic đồ này nọ mới hát chứ còn hát chay mà hát không mà hát sao? Trời ơi, mấy đứa qua suối mà hát chay luôn rồi trời. Nhưng mà coi canh hàng xóm coi người ta ngủ chưa nha, chứ không đâu qua tao quánh tôi trời. Ai sợ. Hello Tập, chào Nguyễn Xuân Tập nha. Trần Phú Thịnh, lâu quá không gặp Thịnh rồi, khỏe không Thịnh ơi? Huỳnh Võ Hoài Sơn. Nói anh chào kéo loa ra hát hả? Ok. Nó mới vô nó hỏi có hát không, nó lấy loa cho đó kìa. Rồi, nó đi lấy loa rồi. Lên nữa đi, lên nhiều người vô xem đi em hát. Em cũng bị tù túng cái cổ em mấy tháng trời nay em không được hát, không được nói, không được diễn, không được gì, nó cũng tù túng cái cổ quá. Mà giờ không biết cái giọng mà lâu mà không hát, không biết là nó còn được thoát cái giọng không trời. Quý vị coi hình có rõ không vậy? Ở đây cái nhiều khi cái mạng nó bị lát lát cho nên là sợ. Không biết vâng, em sẽ mua bộ karaoke ạ. Quý vị coi có rõ không ạ? Hello Mikochi ơi, Diễm Phạm, Phi Nhung. Ba hát là lên chắc luôn hả? Xe đi là lên luôn bà con. Quý vị coi có rõ không? Cái livestream nó có bị giật 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 không ạ? Hello Hòa Thuận, Huy Gia, cái gì? Hát cái là lên 7.000 hả? Cảm ơn con. Đang mấy anh đang nhờ mấy anh đang lấy loa đó. Không biết là. Cảm ơn Hoàng Gia Lâm nha, rất rõ hả? Ok. Tiêu Minh Phong, bữa nào phải cậu phải order cái chè dưỡng nhan gì của con nha. Cậu có nên dưỡng nhan lại không? Nhan sắc của cậu hôm nay tà tà quá. Ăn bánh tét với chả của bà Bảo Bảo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đinh Trà My, trong lúc chờ hát xem có bán gì nữa đi. Chả còn gì bán cô ạ, 3 tháng nay chỉ có mỗi mấy quả ớt thế thôi, đúng không? Còn không đủ ăn nữa là. Chỉ có mỗi ớt là thừa ra, còn bao nhiêu là ăn sạch cho echo nhiều quá vậy? Bớt echo lại. Có loa rồi quý vị, có mic rồi. Bớt echo lại. Alo, alo. Quý vị có nghe không quý vị? Trời em chưa hát mà chó sủa quá. Mở nhỏ nhỏ lại thôi. Đưa cái loa vô trong này, mở nhỏ nhỏ lại thôi. Em chưa hát mà chó sủa quá quý vị ơi. Vâng, em đang dọn giọng hát đây bác ạ. Bớt cái cô lại xíu. Lô 1, 2, 3. Quý vị có nghe không ạ? Quý vị comment giùm em để coi được có nghe cái loa này có nghe không? Nghe nghe rõ lắm ạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Ngân nhé. Không, các cô anh điện ăn em ơi. Đây cái này hoa quả mình trồng á, cho nên mình bán bớt, còn
cái kia mình phải mua, mình chỉ thâu vào mình không bán ra được. Ba mở hàng bài nhớ nhau hoài hả? À, em ở nơi nào hả? Không biết là bài nó hát nổi không? Bài đó cao lắm. Thêm xíu cô, trở lại thêm xíu. Alo, đây là bài gì ra? Mở đại bài gì cũng được. Coi thử bài gì thì báo. Thôi về đâu mới tóc bị thương hoài. Bài khác. Phố đêm cũng được. Ngoài đây im lắm, hàng xóm không nghe được đâu bố. Im mới sợ đó con ơi. Mọi người sợ mọi người ngủ thôi. Tại giờ này là cũng gần khuya rồi. Hết rồi quý vị. Hello Lư Hoàng Gia Bảo. Chào mọi người. Chào chị Lệ Đá. Hello Trương Thị Mai, chào con gái nha. Chào Long Bạch. Ami Ami Việt Hoàng Phạm. Quý vị nghe được không ạ? Quý vị có nghe được không ạ? Nghe có rõ không ạ? Ở đây có người comment là muốn nghe bài hát trọn vẹn thì đừng có thả tim. Nguyễn Vũ về Đại Lộc chơi chú ơi hả? Ok, để bữa môi hết dịch rồi chú về chơi. Hello Long Bro Huỳnh, khỏe em. Hello Nguyễn Phạm Vĩnh Lâm. Hồ Giang Bảo Sơn, lâu quá em rồi. Nhà hàng chay ok không em? Lê Hậu. Quý vị nghe được ạ? Quý vị nghe được. Rõ, ok ok. Cảm ơn Hoàng Thanh Trúc, Lợi Trần, Phạm Hoàng Vũ, Đặng Vinh, Tâm Ngô, Hồ Nhật Hào, Nguyễn Hồng Thúy Nhi, Ánh Linh. Bây giờ ngồi ở đây dựa dựa để cái này trên đầu gối nó mỏi quá. Chờ em chút đi, ngồi dưới đất đi. Đây, dựng cái này đây. Để tìm bài nào. Biết bài nào không? Quý vị biết bài nào? Bài sông quê đi cậu hả? Sông quê phải hát sông ca con ơi. Kêu gọi tên em đi. Ốc Tiêu Minh. Ốc Tiêu Minh, ok. Nguyễn Tuấn Anh, Vân Võ, hello chị hai. Cưng mê à? Mê. Thôi đang mùa trong mùa dịch cho mọi người chửi em á. Cảm ơn Nguyễn Phạm Vĩnh Lâm. Nghe được hả? Được bao nhiêu ngàn rồi? Bao nhiêu ngàn người rồi? Bao nhiêu ngàn người xem rồi? Không có nhìn thấy rồi sao? Ba ngàn mấy à? Chờ sao em hát xong rồi tụt người coi xuống hết trơn vậy?
to view. À, mạng đang bị lag. Hồ Nhật Hào, Kiên Giang mình đẹp làm sao? À, cái bài này. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiếu rạng bên bờ, Kiên Giang mình đẹp làm sao? Bóng mây xanh đồi bóng núi, con chim nhạn hát điệu tình quê, một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên bên cạn quê hương, trăng cũng đẹp, nước cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp, trăng lấp lánh lung linh ánh nước, đoàn tàu về loang loáng trên sông, màn trời đêm yên ả thanh bình, đêm bình yên hương lúa vàng vào, đêm bình yên nghe sóng biển vỗ về. Dạ thôi về được rồi. Tàu đêm năm cũ. Alo Bạch Công Khanh, Ngô Đông Hướng, anh khỏe, cảm ơn em. Dạ Cố Hoài Lan, yêu cầu bài gì khó vậy con? Xin gọi nhau là cố nhân. Tiêu Minh Phụng yêu cầu xin gọi nhau là cố nhân. Có lời không? À, bài đó chắc cậu hát được. Không biết. Con đường xưa em đi. Rồi hai bài xin gọi nhau là cố nhân. Ân tình xưa đã lỡ. Chuyển hướng lại quý vị ơi, mạng lát quá. Mọi người đừng thả tim nữa. Đừng thả tim nữa, thả tim bị lát. Con Ánh Linh xàm. Wi-Fi nó phản bố hả? Tới đi lát là hát là lát hả? Không có đâu, bố ngồi ngay chỗ này chắc Wi-Fi nó rõ hơn đó. Mà sao có hai ngàn mấy người trời? Nãy đông mà sao giờ còn hai ngàn mấy? Trách thân chú ơi hả? Trách thân hát không có nhạc con ơi. Thân nè, trách thân nè, thân sao chứ làm động nè, mình nè trách mình nè, số phận cho sao hém hiu, cho bởi thân tôi cực khổ, tôi yêu nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa, mà nó theo cho nậu rau đó. Hát chuyện đó thôi nha. Bây giờ hát bài gì nữa nè quý vị? Phố đêm nữa. Phố đêm đi. Giờ cũng đêm. Các bạn phố đêm được không quý vị? Hello Hồ Nhật Anh.
Rồi, phố đêm đi. Không thả tim nữa nha mọi người ơi kìa. Con niềm riêng hay hướng cho
người không yêu và người chưa yêu. Ê, mạng nó lát hoài, khổ thiệt. Giờ khuya rồi quý vị, mà mạng nó bị lát quá chắc ngừng ở đây quý vị ha. Quý vị cho ngưng không? Cho ngưng em ngưng liền. Nguyễn Duy Khánh, cảm ơn con. Vương Bích Trân, lâu lắm mới gặp con. Thôi hát bài nữa nghỉ nha quý vị. Hát bài nữa. À, đừng có thả ai cần nữa quý vị ơi. Đừng có thả ai cần nữa. Thả ai cần nó bị lát mạng đó. Bài gì đây? Để hỏi mọi người thích bài gì? Trần Quang Minh, ngưng đi anh à, ngưng đi anh à, mà anh kể lại từ đầu đi. Ok, ok em. À, hát bài gì đó? Hai chuyến tàu đêm. Theo lời yêu cầu của Phạm Vĩnh Lâm, con trai tôi đang ở trên Lâm Đồng, rồi nó gợi ý thì hát hai chuyến tàu đêm. Bài này nữa thôi nha quý vị. Đậm đà vì là cuối ban đầu ta gần
gặp nhau nói nhau nghe câu chuyện cũ, tâm tư trong hơi bao mối buồn vượt bao đời. Giờ gặp lại em thắm môi em tiếng hẹn hò, tìm lại ngày mơ. Khi chân đến quê em nắng ban mai hồn nhẹ lên khóm hoa tươi, thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chấp nối, vẫn biết phút bên nhau sẽ cười buồn một ngày và cùng một tàu ấy anh về, nhưng tìm đâu tiếng đêm qua lòng ấm. Đêm nay cô đơn nghe gió lạnh giọt vào hồn, tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa. Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại. Nói chung là chúc mọi người được nhiều sức khỏe, may mắn và mọi chuyện buôn bán được hanh thông. Hy vọng là quý vị hãy giữ sức khỏe cho mình, cho cộng đồng, cho gia đình mình và cho cộng đồng. Không biết để tặng quý vị cái gì nữa bây giờ, cho nên là chắc là tạm thời mình ngừng ở đây được rồi ha. Đúng quý vị. Giờ này cũng mạng ok rồi, mạng ok, hát nữa đi ca sĩ ơi. Bài gì, bài gì ta? Nỗi buồn hoa phượng. Hè về rồi, bắt đầu vô bắt đầu hè rồi. Nỗi buồn hoa phượng được không quý vị? Hello chị Cô Nguyễn. Dũng Nhí hát với em 1-2 bài nha anh 4. Ok, bữa nào anh em mình live stream hát chung. Dũng Nhí đó quý vị. Bảo Nguyễn. Bảo Nguyễn là cái người mà bác chả hoa nè quý vị nè, bác khía nè, rồi bánh tét. Mấy cha em ăn chả hoa biết nè. Bài gì nè. Chuyến tàu hoàng hôn nè. Tàu, mới hát tàu bây giờ hát tàu nữa, mới hát chuyến tàu bây giờ hát chuyến tàu nữa. Chuyến tàu hoàng hôn là chiều nào tiến nhau đi đúng không? Cũng được, chuyến tàu hoàng hôn cũng được. Chuyến tàu hoàng hôn, ok. Rồi, mọi người yêu cầu chuyến tàu hoàng hôn thì hát chuyến tàu hoàng hôn. Gọi tên em đi anh. Ok, anh gọi tên em rồi đó. Bảo Nguyễn thì được. Ok, không hát bài chuyến tàu hôm trước rồi hát bài đã được rồi. Này
chiến đấu hoàng hôn. Cảm ơn quý vị nhiều. Em không phải ca sĩ nha. Hello Võ Văn Đồng, lâu quá không gặp. Em không phải ca sĩ nhưng mà em hát theo cái kiểu em thích. Em thì không hay nhưng mà hay hát. À, bây giờ kể từ lời cầu của bà Bảo hát bài nữa. Quý vị ráng nghe nha. Bài hát được mang tên là Lá Thư Đô Thị. Bài lâu lắm rồi không hát. Không hát cho riêng mình chứ không phải là hát không ai hát trong bây giờ hát tặng gì. Thưa trước hùng gửi thăm tôi, ngày đi sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi, thư này thành câu nói. Hôm ấy bọn mình chung lớp chung đôi, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, buồn nghiêng món nợ không vay, chứ trả cho thầy 10 năm háo giấy biết mòn bàn tay. Bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nam vợ chẳng quen. Hùng ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải gió thôi, nỡ sao người hỡi. Đường phố mưa bay bay chẳng đâu, càng chém ly
bối chưa hết sâu. Nhớ chiều mưa đổ mưa ngâu, đường khuya hút hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu. Thứ hiếp còn dài nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói tâm sự này. Chẳng lên cao sẽ tạm, tình bạn vẫn bao la như rừng cây hiên lá. Hùng ơi, lời thành xin chúng cho anh đường mây, nhiều mây những ruồi hiền lành chữ hiên dây mỏng bờ xanh gói cả tâm tình. Nhờ khung yêu chính bắt cầu để anh chữ hiên dây mỏng bờ xanh gói cả tâm tình. Nhờ khung yêu chính bắt cầu để dây mỏng mực xanh gói cả tâm tình. Nhờ khúc yêu chính bắt cầu về anh. Dạ hết rồi quý vị. Hey, xong rồi quý vị ơi, em hát xong rồi đấy. À, cảm ơn quý vị nhiều. Cảm ơn quý vị đã xem cái live stream này. Bữa nay là ngày mùng mấy ta? Bữa nay là mùng 2 rồi, bữa nay mùng 2 tháng 5 rồi. Chúc quý vị ngủ ngon, nhiều sức khỏe và nhớ phòng chống dịch bệnh thật là tốt, để chúng ta chuẩn bị đi làm lại và chúng ta cũng cẩn thận cho bản thân mình, cho gia đình và cho cộng đồng. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng là Linh và tất cả quý cô chú, anh chị em nghệ sĩ sẽ gặp lại quý vị trong những show diễn sớm nhất. Hy vọng là như thế. Chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe và phòng dịch và chống dịch thật là tốt. Cảm ơn quý vị nha. không biết hát cho nên là hát vu vơ vậy thôi. Cảm ơn quý vị nhiều. Ok, không giờ rồi anh ngủ đi thôi, hơi đâu mà lo lắng anh ơi. Câu này mới hay nè. Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé em. Cảm ơn quý vị nha, chúc quý vị ngủ ngon. Cảm ơn nhé. Tạm biệt quý vị. Bye bye. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Cảm ơn quý vị. Rồi lên cúp đây. Không nỡ cúp đâu nhưng mà thôi, đến giờ chia tay quý vị rồi. Rồi chào tạm biệt quý vị. Nếu mà mai quẩn quẩn thì em bằng nữa. Em sẽ hát tặng quý vị ở xa xa nữa. Để quý vị ở gần em cũng không có gặp. Cảm ơn quý vị nhiều nha. Chúc quý vị ngủ ngon, tạm biệt, bye bye. Bây giờ ngưng live stream ở đâu cũng không biết. Coi chưa đây, kết thúc. Bye bye nha. Rồi, cảm ơn mọi người.